Hôm nay mình quay vườn mai của anh chị, bán ở đường Sông Hành. Nên mọi người có ghé vô vườn mai của anh chị thì chút xíu nữa mình sẽ đọc số điện thoại cho quý vị gọi nha. Thì là cái vườn mai của anh chị rất là đẹp, bông rất là đẹp. Chị, như là cái cây này là khoảng bao nhiêu tiền chị? Hai triệu rưỡi không? Cây này đẹp lắm mọi người ơi, cây này rất là đẹp. Này bán quá rẻ. Mà bông quá trời luôn nha, nụ á, nụ cái này là đến Tết đó là mọi người coi như là chơi là ok đó. Tại vì bây giờ mới có 26 thôi. Còn cái cây cao nhất là bao nhiêu tiền chị? 3 triệu không? 3 triệu, tùy theo giá cây nha. Có cây nào 1 triệu không? Có luôn. Có luôn à? Đây hôm nay ghé đi chơi quảng cáo và dùng cây cho anh chị này. Quảng cáo dùng cây cho anh chị á. Mọi người nhớ ghé vô đây mua dùng cho anh chị để anh chị về sớm ăn Tết đấy. Để anh chị bán quê anh chị dưới Bến Tre. Nói chung nhà ta nhà vườn nó cũng muốn bán cho mau hết để về ăn Tết sớm tội nghiệp. Những người nông dân người ta làm vườn rất là cực khổ mọi người. Có ai nhớ mua bông cây mai nha, nhớ ghé bên đường Sông Hành, là bên tay trái đi từ hướng Hóc Môn, đi từ trên đường xuống dưới Hóc Môn á thì là bên tay trái, mà đi từ dưới Hóc Môn đi lên thì bên tay phải nha mọi người nhá. Ngay ngã tư đèn đỏ đi lên khoảng 50 mét kế bên cây kiểng Hiếu Thảo nha quý vị khán giả. Nhớ vô cái vườn mai của anh chị mua ủng hộ cho anh chị cái đẹp lắm. Nói chung là có duyên quay quay vườn mai của anh chị chứ đi cũng nhiều vườn rồi không quay chứ. Mà cái tự nhiên thấy vườn mai của anh chị thấy cũng đẹp. Bông nụ quá trời đẹp. Đẹp ơi là đẹp ha. Mọi người nhớ vô ghé vô đây ủng hộ cho anh chị cái. Thì cái vườn cây của anh chị là dưới quê Bến Tre đó mọi người. Nói chung là cũng mong cho làm sao mà bán cho mau hết sớm để về quê của ăn Tết đó mọi người ơi. Chứ ai cũng vậy thôi đúng không mọi người. Đây nha, cái tướng cây rất là đẹp nha. Chút xíu này em sẽ đọc số điện thoại. Ví dụ như là ai có muốn mua thì có thể gọi điện và hỏi giá. Và có thể là ship tới tận nhà, không đến được thì có thể ship tận nhà nha mọi người. Đó. Nụ bông là bao la nha. Nói chung là chăm sóc một cái cây mai như này không phải đơn giản đâu quý vị. Rất là cực khổ trong vòng một năm ha. Tết mới bán được. Anh chị cũng lớn tuổi rồi á. Anh chị dưới Bến Tre lên đây bán. Anh chị lên đây là được mấy ngày rồi? Chắc là 2-3 đúng không? 2-3 là dọn rồi mà. Em thấy ở đây là 2-3 họ dọn. Đó, như cái cây này rất là đẹp này. Anh chị bán giá mềm ấy chứ ở đằng kia. Như cái anh kia anh giới thiệu một cái cây là cái cây mà cao hình như là gần 2 mét á. Mà anh ấy bán hình như là 7 triệu á. À, 6-7 triệu á. Mà anh chị bán một cái cây như này là cây này hình như mấy triệu anh? Chưa được 3 triệu nha mọi người. Cây mai như này mà anh chị bán chưa được 3 triệu nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Có cái cây triệu mấy cũng có luôn nha cả nhà. Tại vì anh ngựa đi chơi thì anh ngựa vô tình anh ngựa thấy anh chị bán á, thấy vô coi cho anh chị chút xíu. Đây là bông cúc, bông cúc. Không đẹp đó anh ơi, đẹp.
bung ra kìa đó. Đẹp đó. Cũng hay rụng xuống đó. Anh chị à, không có gì đâu sợ. Không không à. Không. Cũng như là mình bó lại á. Thịnh với đá cổ trong chậu nữa nè. Mình bó lại á. Nhưng mà anh ơi, cái này nó phải dùng thôi chứ không thể nào. Đáng lẽ nó rụng đây chứ sao chở về nhà. Đâu có rụng ở đây nè, ta thấy không nè. Không. Nhưng mà về nhà tôi chở về tới nhà rồi nó rụng rồi nè. Mình bó lại á, mình để về nhà. Hôm rụng á. Đúng rồi, đúng rồi. Bung ra nó giật mình á. Nói chung là 100 nụ, 100 nụ thì nó cũng phải rớt mấy nụ à. Bông nhiều mà anh nói. Nó cũng phải rớt mấy nụ à. Không sao đâu, trời ơi, ở ngoài kia họ bán cũng vậy à. Anh mua ở ngoài kia cũng vậy à. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, anh thấy ở ngoài ngã tư rồi, bỏ là chỗ hết trơn. Không chỗ rồi là nó mua mấy cái bông này nè, nếu mẹ không biết là nếu mà không chỗ là nín luôn á, là nó bị câm luôn á. Tức là giờ ngày nào tôi cũng tưới nước theo. À đúng rồi. Tưới lên trên. Tưới dưới gốc. Tưới nước thì tưới nhẹ dưới gốc. Nó không nổ. Anh, nó không làm như là sợ đau mình. Nó không nổ cái này đó. Cô bán này luôn hả? Trời ơi, em quảng cáo dùng cho anh chị thôi. Giờ bà thấy tài đẹp quá. Bà rụng nụ quá, tôi nói vậy hết bông. Em nói nghe này. Cha nội ơi. Nó nở như này là phải đẹp này. Còn nếu mà nó không có nở là coi như là nó bị câm rồi. Là cái bông nó có vấn đề. Hiện giờ nó đang nở quá trời. Ok, cảm như vậy là mới đẹp. Bông mà nhận. Như vậy mới đẹp. Trên vậy nhiều đó. Lắm. Vậy hồi hôm ngủ cái vậy cái tháng giờ mà cái 4 5 giờ ra giờ thử coi. Không không anh ơi, không. Giờm vàng thật luôn. Có nhờ bên kia kìa nó còn vàng hơn kìa. Bên kia nó còn vàng. Lúc này là 26 rồi mà không có đổ như vậy là còn có 3 ngày nữa à. Bà tới cái ngày 29 là ê anh, sao tôi thấy rụng quá trời, tôi hốt mối luôn rồi. Mà công nhận không nội ơi, đây này nụ vậy đây này nụ này anh coi này trời ơi nhiêu đó anh thua chị đâu còn trong chậu mà tôi không có hớt không anh thua vì nó nhiều nụ quá nhiều nụ trời ơi tôi nói vậy cái tôi nói rụng mảnh rụng cậu nhiêu vậy nữa nhà nè. Mà mới có hồ nói á, chung là nó dùng là à? Mình thấy sót nhưng mà có điều là nó nhiều bông quá anh hiểu không nó quá nhiều bông chừng nào mà nó ê, mới có đêm hôm mà sao nó nở nhiều rồi anh cái này mà nó nở nguyên cây á chắc là như là gì giống như là giống như pháo hoa luôn à. Thì năm cánh năm cánh năm cây có năm cánh ổ mà sao năm cánh sáu cánh nữa mà sao ở sớm có cả sáu cánh luôn hả sáu cánh hai ngổ ở lần cuối á thì năm cánh trên rồi sáu bảy cánh bỏ kỳ á ngổ hiếm mà sao sáu cánh có một hai bông hả à cây kia kìa cây kia kéo về á ngổ hiếm sao mà ở dưới có năm cánh mà chưa tên nè từ từ đang là sáu bảy tám chín cánh luôn rồi ngổ cây dữ mà cây này là sáu cánh nè nó cũng sáu cánh đó. Đẹp quá. Cái hồi nó đỡ từ dưới cái nào đó. Mà ít có trường hợp nó lắm. Thì thấy